Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Trong thời lượng của chuyên mục tuần này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Vì sao các hộ chăn nuôi gia cầm bị dịch cúm AH5N6 tại xã Vĩnh Lâm không được bồi thường hỗ trợ? Trả lời đơn khiếu nại của bà Mai Thị Thu Hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, qua trang Facebook Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Quy về việc gia đình ông và một số hộ gia đình khác ở thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh có gia cầm bị nhiễm cúm AH5N6 và buộc phải tiêu hủy vào tháng 9 năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa được nhà nước hỗ trợ. Phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã tìm hiểu cụ thể sự việc này. Ông Nguyễn Văn Quy cùng với một số hộ gia đình khác ở thôn Tiên Mỹ 2 cho biết, đầu tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thôn xảy ra tình trạng gia cầm bị chết không rõ nguyên nhân. Sau khi báo cáo với cơ quan chức năng, ngày 7 tháng 9 năm 2020, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra và sau đó kết luận bị nhiễm cúm AH5N6. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tiêu hủy số gia cầm bị bệnh và gia cầm chăn nuôi trong vùng dịch theo quy định và các hộ chăn nuôi đều chấp hành tốt. Thì cái đợt mà tiêu hủy nữa thì vịt nhà tôi không bị, tức là nằm trong vùng dịch. Xong là các hộ là họ tiêu hủy rồi thì họ ra nói là nằm trong vùng dịch là phải tiêu hủy. Trên nhà tôi là có 300 con gần bán rồi, đang kêu bán, và có 160 con là trong vòng một tháng. Cho nên là sau đó họ nói sau đó có hỗ trợ, nhưng mà 4 năm rồi tôi hỏi rồi cũng chưa thấy gì cả. Mong muốn thì cũng do trên hỗ trợ, cho bây giờ tôi bây giờ 40-50 triệu tiền bố có, mà trả tiền lại hồi nữa chưa cũng đã mất gần chục triệu bạc rồi. Mấy năm mà không có chi hết, là nợ là tóm lại nợ còn giống nợ bột thức ăn là nợ nhiều, nhưng mà không biết kêu ai hết. Nhà tôi là khi nợ gần 1 tấn vịt nặng, kể cả to cả một bầy gần bán là 4-4,5 triệu, về một bầy là 250 con, mà bán thì mấy chục con nữa đó, mà sao không chết thì bắt sợ họ ăn á. Họ ăn tồi họ thì nhìn bảo là họ dập, họ kiểm ra bên họ này không được bán thì bơ dập gì hết. Ngoài trồng lúa thì chăn nuôi gia cầm là nguồn thu nhập chính của các hộ dân này. Thời điểm xảy ra dịch cúm gia cầm H5N6, bà con đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và hy vọng sau này nhà nước sẽ có hỗ trợ để bù trang trải tiền mua con giống, thức ăn và tái đàn. Tuy nhiên cho đến nay bà con vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Sau lại thì họ có đưa hồ sơ giấy tờ tôi đang còn giữ đó, nhưng đến gần 4 năm rồi mà chờ mãi không có, chứ là mong là trên là coi xét lại, tìm hồ sơ lại rõ ràng rồi là hỗ trợ cho bà con một phần để được cuộc sống ra, cái mà nợ nần nhiều quá không trả hết. Trước phản ánh của các hộ dân tại thôn Tiên Mỹ 2, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã gặp mặt Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lâm để tìm hiểu nguyên nhân vì sao đến thời điểm này bà con vẫn chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ dịch cúm AH5N6 xảy ra trên địa bàn vào năm 2020. Ông Võ Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lâm cho biết, dịch cúm AH5N6 xảy ra vào tháng 9 năm 2020 tại xã Vĩnh Lâm có 5 hộ gia đình ở thôn Tiên Mỹ 2 có gia cầm bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy với tổng số là 1.850 con gia cầm, trọng lượng 3.095 kg. Sau khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lâm đã rà soát tiến hành lập hồ sơ. Tuy nhiên, căn cứ theo quyết định số 1032 ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đàn gia cầm của các hộ dân ở thôn Tiên Mỹ 2 không đủ điều kiện để được hỗ trợ. Vì cái dịch cũng AH5N6 này nó xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lâm lần đầu tiên. Tại thời điểm mà xảy ra dịch bệnh thì các hộ dân chưa được tiêm phòng vaccine cúm AH5N6. Vì vậy với các cái văn bản quy định, mà đặc biệt là cái quyết định số 1032 của Ủy ban tỉnh về quy trình hướng dẫn lập hồ sơ, thì người dân là bị mắc, là nghĩa là đàn gia cầm trong diện tiêm phòng mà không được tiêm phòng thì không được xem xét hỗ trợ. Mặc dù là bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương, các ban ngành của chính quyền giàu của địa phương đã có nhiều lần đề nghị qua cả kênh tiếp xúc cử tri, hội đồng nhân dân cả cấp, rồi là
cũng là bà con nhân dân cũng là trực tiếp lên phòng tiếp dân của ủy ban, của chủ tịch ủy ban huyện, và đã được ủy ban nhân huyện cũng các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp theo cái tinh thần trên cơ sở cái quyết định của ủy ban nhân tỉnh. Chúng tôi mong muốn các cấp các ngành tiếp tục cái có cái xem xét để hỗ trợ cho bà con trong cái quá trình phục vụ để tái đàn. Đấy. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phát sóng vào ngày 20 tháng 5, chúng tôi phản ánh theo đơn thư của bà Phùng Thị Phương Mai có địa chỉ thường trú khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà về việc thửa đất của bà bị hộ liền kề là ông Trần Hải Long và bà Mai Thị Thu Hương lấn chiếm để xây dựng nhà ở và rào chắn lối đi chung. Sau khi chuyên mục phát sóng, bà Mai Thị Thu Hương có đơn khiếu nại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị 3 vấn đề. Thứ nhất, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã căn cứ vào cơ sở nào để làm phóng sự và phóng sự đã làm đúng quy trình hay chưa? Về vấn đề này, chúng tôi trả lời bà như sau. Cơ sở để Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị làm phóng sự là từ đơn kêu cứu của bà Phùng Thị Phương Mai gửi đến Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị về việc một phần diện tích thửa đất của mình bị hộ gia đình ông Trần Hải Long và bà Mai Thị Thu Hương lấn chiếm. Trong quá trình thực hiện phóng sự, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã phỏng vấn lấy ý kiến của người gửi đơn kêu cứu và căn cứ các văn bản của các cơ quan chức năng để phản ánh sự việc. Trong đó, có sơ đồ hiện trạng khu đất của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Trị chi nhánh thành phố Đông Hà lập ngày 20 tháng 7 năm 2023. Sơ đồ này được lập theo giấy mời số 15 ngày 3 tháng 7 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hà về việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Lưu Đức Trung và bà Phùng Thị Phương Mai, bị đơn là ông Trần Hải Long và bà Mai Thị Thu Hương. Sơ đồ này chỉ rõ tại mục 23.9 là phần diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phùng Thị Phương Mai. Nay gia đình ông Trần Hải Long đã xây nhà và sử dụng. Mục 6.8 là phần diện tích đường thỏa thuận của hai nhà rộng 4m. Nay gia đình ông Trần Hải Long đã xây dựng khuôn viên làm sân và sử dụng. Do đó, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị khẳng định có đủ cơ sở căn cứ và đã làm đúng quy trình chứ không nêu ý kiến chủ quan từ một phía. Thứ hai, bà Hương cho rằng phóng viên thực hiện phóng sự này khi chưa đủ thông tin, chưa khách quan, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, thông tin hồ sơ vụ việc tòa án đang thụ lý khi chưa có bản án. Phóng viên đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ hay chưa? Vấn đề này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị trả lời như sau. Trong phóng sự, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị có đủ thông tin về việc lấn chiếm đất, căn cứ vào sơ đồ hiện trạng thửa đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thành phố Đông Hà cấp. Đài cũng thông tin rõ ràng rằng vụ việc này đang được tòa án thụ lý giải quyết chứ không đưa ra kết luận vụ việc, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân nào. Phóng viên thực hiện phóng sự dựa trên văn bản của các cơ quan chức năng, các nội dung cơ quan chức năng đã chỉ ra nên hoàn toàn khách quan. Thứ ba, bà Hương khẳng định ở đây không có lối đi chung và đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị trả lời xem phóng viên đã tiếp cận đầy đủ thông tin nêu về việc rào chắn lối đi chung hay chưa. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị khẳng định phóng viên đã tiếp cận đầy đủ thông tin về vấn đề này, đó là căn cứ sơ đồ hiện trạng khu vực đất do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thành phố Đông Hà lập ngày 20 tháng 7 năm 2023 theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hà có thể hiện lối đi chung này, trong đó có mục 6.8 chỉ rõ phần diện tích đường thỏa thuận hai nhà rộng 4m, nay gia đình ông Trần Hải Long đã xây dựng khuôn viên làm sân sử dụng. Mặt khác, theo bản cam kết mở đường vào ngày 2 tháng 8 năm 2003 giữa ông Nguyễn Văn Quốc và ông Phan Văn Sung là người chuyển nhượng lại thửa đất cho ông Trần Hải Long và bà Mai Thị Thu Hương, hai bên đã nhất trí mở đường đi vào thửa đất chuyển nhượng và chỉ giao tài sản trên đất, cây lâu năm cho bên nhận chuyển nhượng chứ không giao đất cho bên nhận chuyển nhượng. Bên cạnh đó, phần diện tích này nằm trong quy hoạch mở đường giao thông, không thuộc quyền sở hữu riêng của bà Hương và ông Long, nên ông bà không có quyền rào chắn lối đi này. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này. Quý vị và các bạn có những vấn đề cần phản ánh, xin gửi đến Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, địa chỉ 105/2 đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hoặc qua fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.